Linh ơi, ở nhà con có gãi không hả Linh? Không có. Nó ngứa lắm à? À, gãi thì không ạ. Ý là nó nặn thôi. Ừ, con cụ nặn đấy hả? Con cậy đấy hả? Ừ. Nếu mà cậy được hết mụn thì cô Âu đóng cửa. Ừ. Ơ, nhiều thế này mà con. Hoàng lên con. Cậy được hết mụn thì cô đóng tiệm. Dày dí dày xít cơ. Cô xin mấy cái giấy 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 như thế đây khó khẩn đấy khó à vẫn nhớ quá chuẩn vẫn nhớ tưởng đi học quên à, nghỉ học lâu thế thì nó quên mất quên làm sao được rồi nhớ bài không chị vẫn nhớ cho làm cho thích. Tiếp theo là gì vẫn đọc đúng nha. Giỏi, đam mê cái nghề đấy. Con cứ nhớ là con coi ra khách như ra mình ấy. Là con sau này con thành công hết. Nên là cái tác hại của bạn ấy là bạn cậy đấy. Cậy tuế rồi loe ra. Chắc là thằng Linh nó cũng sợ là đến đây có Âu ít việc ấy. Cậy cho cô Âu. Thêm công thêm việc.
từng khúc từng đoạn như thế này mà. Cái gì con mụn nào nó cũng bật lên một cái thế. Nếu mà da này nặn cái kim kia làm sao hết nhỉ? Con nằm xích lên tí nào Ninh ơi, cho cô đỡ phải gới rồi. Con My mẹ nó bảo đi lên nhà bác học mới ở ở đi, nó bảo hết hết nên thì chỉ chơi thôi. Để em xem, mẹ nó gọi điện lên, mẹ nó bảo em chán nó lắm rồi. Hả, cô đi học đâu, dạy cho cả Phương xong mà nó về nó bảo với mẹ nó là, nó bảo với mẹ nó là bác không dạy Phương xong cho nó. Mẹ nó bảo chắc em cho đi nước ngoài này. Bọn đấy học miễn phí nên là nó không biết
Tiếc tiền em ạ. Mấy hàng con cháu ấy mà. Úi giời. Để bông cho con được không? Thank you.
Rồi, tạm ổn rồi. Đây, đây, chùm cuối, mím môi nào con. Chùm cuối, mím môi, cái môi xinh này vào nào. Ôi dồi ôi, cái chùm cuối này. Mím môi vào nhá. À, con cố gắng lên nào con ta. Cố gắng lên con. Đấy. Cố một xíu nữa nào. 1, 2. Rồi. Rồi. Kết thúc đi.